và các bạn đến với chương trình Tần số tình yêu. Quý vị thân mến, chương trình Tần số tình yêu được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty truyền thông Bì. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chắc có lẽ là mọi người thấy hôm nay đồng hành cùng với Trinh là một người bạn mới, tràn đầy năng lượng, trẻ trung, đẹp trai, dễ thương, một gương mặt rất là quen thuộc. Đó chính là MC Quốc Bảo. Bảo ơi, hôm nay thì đồng hành với Trinh Bảo như thế nào? Kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên em đứng tại một chương trình mà có tính chất về tình yêu và hẹn hò thì mình cảm thấy là rất là hồi hộp, và đặc biệt là còn trở thành ông mai bà mối nữa chứ. Thì nói về chương trình tình yêu chắc mình là đàn chị rồi. Đúng rồi, có kinh nghiệm hơn Bảo, nhưng mà ngày hôm nay bạn nghe nói là cái chủ đề của chúng ta nó cũng hơi thú vị nha. Thú vị như thế nào nè? Chủ đề của chúng ta là một chủ đề nói về những lứa đôi, những cặp tình nhân đã từng yêu nhau rồi, nhưng đôi khi là trên cái chặng đường yêu của họ chút xíu trắc trở, hoặc là họ sẽ không tiếp tục nắm tay người bạn của mình đi đến cuối con đường nữa, và họ bắt đầu họ tìm một khoảnh khắc mới, và cái điều họ mong muốn đó chính là một hạnh phúc mới cho chính bản thân của mình. Chính đã chia sẻ rất là nhiều trên truyền thông về cái gia đình của mình lúc còn nhỏ đó, thì bố mẹ không ở cùng nhau và mẹ quyết định là cũng không có mong muốn là mình sẽ tìm được một người đàn ông mà mang đến cho mình hạnh phúc để đi tiếp bước thứ hai. Nhưng mà bản thân Trinh đó là một người con, Trinh vẫn luôn luôn mong muốn là mẹ mình phải hạnh phúc. Tại vì khi mà những người mình yêu thương mà họ hạnh phúc là mình cũng được hạnh phúc, chứ mình không có ích kỷ. Có những người con ích kỷ là nó thôi, bây giờ mình giữ mẹ cho riêng mình. Đúng suốt rồi. Mấy chục năm trời cứ quần quật chăm sóc mình để lo lắng cho mình, và mình cảm thấy là như vậy là nó không công bằng. Cho nên đối với Trinh thì những người phụ nữ hoặc là ngay cả những người đàn ông, nếu như có một lần đổ vỡ thì họ có quyền tìm tới cho mình được một tình yêu xứng đáng hơn. Và họ xứng đáng để hạnh phúc. Đúng rồi. Vì thế chúng ta có mặt trong ngày hôm nay trong chương trình Tần số tình yêu. Và ngay bây giờ, trước khi mà chúng ta khám phá rằng cái nhân vật chính, xin được bật mí với quý vị luôn, nhân vật chính ngày hôm nay là nữ Vậy thì chắc chắn ở năm chiếc ghế kia sẽ xuất hiện năm chàng trai, năm ứng cử viên. Và ngày hôm nay hãy cùng gặp gỡ năm chàng trai của chúng ta. Giờ chúng ta hãy cùng nhau làm quen với vị khách mời đầu tiên à. Xin mời anh. Chào Quốc Bảo và Phương Trinh. Mình là Lương Hồng Hồ Nguyễn, năm nay 34 tuổi, hiện đang là giáo viên yoga. Namaste. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật thứ hai, xin mời anh. Xin chào hai MC. Mình xin giới thiệu, mình là Huy, mình đang hiện tại đang làm kinh doanh giày dép. Mình năm nay là 35 tuổi. Dạ rồi, dạ. Em cảm ơn anh Huy. Và bây giờ chàng trai mũm mĩm dễ thương, xin mời bạn. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mong, tôi xin dân vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng nụ hôn trên bờ môi. Xin chào Trinh và Bảo. Dạ, em chào anh. Anh tên là Tâm Minh, với nickname là đẹp trai dễ thương. Ôi ôi. Tâm Minh đẹp trai dễ thương, năm nay Tâm Minh nhiêu tuổi rồi ạ? Anh rất xì tin, dù năm nay đã 35 tuổi. À,
một nhà đánh trẻ nha. Dễ thương quá à. Anh đến từ Long An và hiện đang làm nhân viên kinh doanh phụ gia đình đó. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái anh chàng mà nãy đưa bước ra cái nhìn trời nhìn mây nhìn đất không biết điểm dừng là ở đâu. Dạ xin mời khách mời thứ tư ạ. Dạ em chào anh. Chào Bảo, chào Trinh. Dạ. Mình tên Trương, 38 tuổi, làm nhân viên kinh doanh. Chồng anh trầm quá ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Anh ơi, hôm nay anh tới đây anh chơi game show anh vui không anh ạ? À? Ok vui mà. Có gì quạo không ạ? À? Không ạ. À. Dạ vui. Tăng cái tông mình cho nó vui lên anh ha. Dạ mình làm lại cái nữa nè. À chào Bảo, chào Trinh. Dạ. Mình Trương, 38 tuổi. Dạ. Làm nhân viên kinh doanh. Ok. Đó anh như vậy là anh gây ấn tượng với chị bên trong liền, dễ thương hát vậy đó. Liền luôn. Dạ. Và cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng đến với khách mời cuối cùng, xin mời anh. À, xin chào hai MC, mình là Tuấn Khanh đến từ Kiên Giang. À, năm nay 35 tuổi, là nhân viên văn phòng. Và bây giờ sẽ không để cho năm chàng trai của chúng ta chờ đợi lâu nữa. Một tràng pháo tay dành cho khách mời của chúng ta. Trời ơi, tưởng ai? Cô giáo của Bảo. Dạ. Vậy hả? Chào cô. Cô giáo của Bảo hả? Cô giáo Bảo dạy Bảo cái gì? Không, không phải là cô giáo thật mọi người, cái này là cô bà chia sẻ luôn. Đây là người quen của em. Dạ, đây là một diễn viên và đã từng thủ vai là cô giáo của Quốc Bảo hồi xưa. Bà đóng cái vai đó trong phim phim gì chị nhớ không ta? Trại cá sấu. Phim Trại cá sấu. Hôm nay cô giáo và học trò được trùng vùng trong một chương trình về tình yêu và học sinh là người may mối cho cô giáo. Đúng rồi, vậy nó mới đặc biệt và thú vị. Và bây giờ xin mời cô giới thiệu về mình nè. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Trước đây em có học qua trường sân khấu điện ảnh và cũng có tham gia vài phim. Nhưng hiện nay thì Thảo đang kinh doanh bên mảng mỹ phẩm và thời trang trẻ em. Thì Thảo tạm gác lại cái công việc diễn viên để tập trung cho kinh doanh hơn. Thảo tới cái chương trình Tần Số Tình Yêu này để mong muốn tìm cho mình một nửa kia của mình. Thảo có một món quà để dành tặng cho năm anh ở dưới này. Mong là các anh đừng từ chối. Rồi, xin mời món quà của chú ạ. Xin mời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng dày như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm ít phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những yêu thương nồng dày cho qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm. Quá hết sảy, hết sảy, hết sảy đúng không ạ? Tuyệt vời mà. Một đám tay lớn hơn nữa dành cho Thanh Thảo. Dễ thương quá. Người ta nói là cái món quà tặng không bằng cách tặng. Đúng. Không biết anh cảm thấy thế nào nhưng mà mình chưa có được quyền mình chia sẻ về cảm xúc đâu. Đúng rồi. Hành động đầu tiên đó chính là mình thả sóng cảm xúc cho nhân vật chính hôm nay sau khi mình nghe món quà đó rồi. Và bây giờ sẽ là không gian để cho năm khách mời của chúng ta thả sóng cảm xúc. À, xin mời. Khi bạn Thảo xuất hiện, mình cảm thấy Thảo rất là đẹp. Và Thảo thể hiện một ca khúc cũng khá hay á. Thì nhìn ở Thảo có một cái nét gì đó mà mình thấy cuốn hút lắm. Cái thứ nhất là cũng đẹp. Cái thứ hai là cái tác phong và cái phong thái của Thảo tốt lên một cái vẻ quý phái, sang trọng, đúng là người phụ nữ của thời đại. Mình cũng có một tí nào đó cảm mến. Thứ nhất là về ngoại hình này. Thứ hai là cách nói chuyện. 3, 2, 1, xin mời. Vậy là sau món quà đầu tiên thì chị Thảo đã giành được 5 trái tim.
Còn bây giờ thì trước khi chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về nội tâm của nhau thì xin mời quý vị cùng nghỉ giây lao trong ít phút nhé. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Cũng như thường lệ thôi, vòng thứ hai sẽ là cái vòng chúng ta sẽ thấu hiểu hơn. Nhưng mà trước khi để cho mấy ảnh trò chuyện với nữ chính á, sẽ có một cái món quà bất ngờ nữa dành cho nữ chính nè. Đúng rồi. Rồi dành cho năm khách mời luôn. Đúng rồi. Đó chính là một video clip. Và video clip này sẽ xuất hiện những cái đoạn phim rất là thú vị, rất là dễ thương, những lời chia sẻ đến từ những người bạn bè, đúng rồi, người thân của nữ chính. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Lý do mà Thảo độc thân tới bây giờ thì phụ nữ thường sau một lần đổ vỡ thì họ sẽ rất là cẩn thận trong việc tìm người bạn đời. Bởi vì họ sẽ rất là sợ đi lại vết xe đổ như ngày xưa là kết hôn xong sinh con rồi lại chia tay nhau. Cho nên là theo như chị nghĩ thì Thảo sẽ thích một người đàn ông dịu dàng và đặc biệt là biết chăm lo gia đình và biết yêu trẻ con nữa. Đó sẽ là vị trí của Thảo. Ấn tượng của tôi về Thảo thì đấy là một con người dám sống. Khi cô ấy đã có một cái mục tiêu nào đó trong cuộc sống của mình rồi thì Thảo sẽ đi đến cùng với mục tiêu đấy và sẵn sàng bỏ qua tất cả những thứ khác và sẵn sàng đón nhận những cái điều nó đến với mình, dù xấu hay dù tốt thì cô ấy đều dám đối mặt. Như tôi được biết thì cái gu của Thảo trước kia đấy là những người ít nói, rụt rè và có phần thư sinh. Nhưng mà tới giai đoạn này của cuộc đời rồi thì cá nhân tôi nghĩ rằng là Thảo cần một người đàn ông thực sự trưởng thành để đồng hành với cô ấy về lâu về dài, chứ không chỉ là những cái cuộc tình lãng mạn nữa. Cô ấy không chỉ sống cho một mình cô ấy nữa. Chính vì lẽ đó, khi mà tìm kiếm một ai đi cùng với mình thì không chỉ đi với một mình mà đi với tất cả những gì xung quanh mình. Để có thể đến với một ai đấy thì nó là duyên số. Thì hy vọng rằng ngày hôm nay duyên số và định mệnh sẽ gọi tên Thảo. Chúc thật nhiều may mắn và tìm được người phù hợp nhé. Xin chào các cô chú trong chương trình Tần số tình yêu. Con là Quyên. Con là Vương. Là con của mẹ Thanh Thảo. Mẹ là tuyệt vời nhất. Mẹ luôn chăm lo cho tụi con. Mẹ hay giúp đỡ mọi người. Con mong rằng trong chương trình này mẹ sẽ kiếm được một người lý tưởng và chăm lo cho mẹ hết đời. Mẹ ơi, cố lên, cố lên. Dễ thương quá. Đầu tiên hỏi cảm xúc của Thanh Thảo trước nha. Tại sao Thảo lại cảm động như vậy khi mà theo dõi cái đoạn clip vừa rồi? Thảo không nghĩ là bạn bè thân của mình có những cái cảm nghĩ như vậy về mình. Và hơn nữa là Thảo cũng chia sẻ luôn là hai con của Thảo bây giờ đang ở quê nhà. Quê nhà của Thảo là ở Đà Nẵng. Có một mình Thảo vô trong này để làm kinh tế thôi. Tự nhiên thấy mặt hai đứa con mình ở trên màn hình thì cái cảm xúc mà nó bị vỡ òa. Thảo không có nghĩ là con trai Thảo nói mẹ tuyệt vời, rồi con gái Thảo thì nó lại có những cái chia sẻ rất là dễ thương. Cảm ơn chương trình đã cho Thảo thấy được hình ảnh của hai đứa con Thảo. Cảm ơn rất nhiều. Chắc là Nam Anh cũng đã một phần nào lắng nghe và đã hiểu được một phần nào hoàn cảnh của chị Thảo. Là chị Thảo đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cho nên là đã là một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình có được một tình cảm chân thành hết. Cho nên là hy vọng là Nam Anh hôm nay sẽ dành một cái tình cảm chân thành nhất cho nhân vật chính của chúng ta. Mà chị Thảo ơi, em cũng xin nhắc chị một lần nữa là ở đây có 5 người đàn ông, nhưng mà có một người sẽ tới đây vì cái tiền thưởng nha. Chính xác. Đó, chứ không phải là vì tình yêu. Nên là mình phải cẩn thận với cái kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình, là mình phải tìm ra được cái người đó để mình không chọn người đó nha chị. Mình nghe thấy cái video vừa rồi á, về nói về bạn bè với là các con của Thảo, những cái hình ảnh đó mà cảm thấy mình rất xúc động. Mình cũng là người về xa quê, xa bố mẹ. Gia đình Thảo là hiện tại bên là Thảo là thứ mấy? Thảo là con thứ hai trong nhà. À. Trước Thảo còn có một chị gái, sau Thảo thì có hai em trai. Chứng tỏ là gia đình của mình cũng rất nhiều người, cũng giống như mình. Mình hiện tại giờ là 6 người. À. Mình là 3 trai, 3 gái. Mình là gần út. Mọi người thành lập hết gia đình rồi, còn mốt mình là chưa có. Vì công việc của mình nó tất bật quá, không có thời gian đi tìm hiểu. Đến bây giờ chưa có một mối tình nào. Đến bây giờ chưa có một mối tình nào, đó là một cái cụm từ đó là bén à, là hot à. Xin chào Thảo. Trong khi Thảo đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân á, thì Thảo có rút qua kinh nghiệm gì cho một lần trong lần đổ vỡ đó chưa? Thì Thảo cũng nói luôn là cái khi mà
mình yêu và cưới được người mình yêu thì mình cho đó là hạnh phúc. Nhưng sau đó thì mới biết là trong cái cuộc sống vợ chồng, cuộc sống hôn nhân đó, nó có nhiều cái vấn đề để phát sinh. Thảo sẽ không lặp lại quá khứ, Thảo sẽ không nhắc về quá khứ. Thảo chỉ nói là Thảo nghĩ nếu như Thảo lập gia đình một lần nữa thì Thảo sẽ có được cho bản thân mình một cái cách sống khác hơn trước về chuyện đối xử với con, với chồng. Bởi vì hiện nay Thảo đang có hai đứa con mà, cho nên Thảo biết cách để chia sẻ, một bên là con, một bên là chồng, nhưng gộp chung lại vẫn là một gia đình. Khi mà xem clip cũng như là nghe Thảo giới thiệu á, thì tự nhiên là cũng nhớ về gia đình mình. Tại vì mẹ của anh á, từng trải qua đổ vỡ á, cũng là ở vậy mà sinh nuôi con, nuôi mấy tụi anh lớn. Nhưng mà cảm giác khi mẹ anh á, mẹ anh sợ mà tiến thêm bước nữa đó, sẽ con mình á, sợ khổ hay là con mình không đồng ý. Thì đối với khi mà Thảo quyết định tham gia chương trình để tìm kiếm một nửa sao á, thì Thảo có nghĩ là có sợ hai bé có đã đủ, nhiều khi bé còn nhỏ, có thể là bé chưa hiểu hết, nhưng mà khi mà bé nó lớn hơn á, thì Thảo có nghĩ là bé sẽ đồng ý cho mẹ có một cái hạnh phúc mới hay không? Vừa nãy anh thấy trên clip đó là con Thảo tự quay một cái clip để cổ vũ cho Thảo tham gia chương trình này và cầu chúc Thảo tìm được cho mình một người để có thể giúp đỡ mình trong cái cuộc sống về sau này. Thì có nghĩa là đã sẵn sàng để Thảo bước thêm một bước nữa. Đó là cái tình cảm mà con dành cho Thảo. Cho nên Thảo thấy con Thảo hoàn toàn đồng ý với điều mà Thảo đang ngồi ở đây để chia sẻ với mọi người. Thì mình cảm thấy là rất phù hợp với cá tính của mình. Tại vì thấy bạn nữ là rất là vui vẻ, hòa đồng. Mình và bạn nữ có thể là đồng điệu về tính cách, cá tính mạnh. Tại vì mình có bà con ở ngoài Đà Nẵng luôn á, sống một thời gian ngoài Đà Nẵng luôn, là ở đường Nguyễn Chí Thanh á. À, ở Nguyễn Chí Thanh thì lại gần nhà Thảo đấy. Vậy thì mình nên gì đó để mà coi phụ hai bé. À, nên vậy, mình nghĩ là nên vậy. Tại vì một người mẹ mà đơn thân thì rất là vất vả, thì mình nghĩ mình nên giúp một phần nào đó, một tay, hoặc giúp hết cũng được nữa, tùy. Thì đó. Tại vì mình cũng nói chung cũng gian dở một lần. Thì cái mối tình đó lúc đầu mình nghĩ cũng là đậm sâu, và mình nghĩ sẽ là bền lâu, nhưng mà yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa, thì sau đó là những ngày khóc như mưa thôi. Đại khái vậy á. Em rất là muốn hỏi câu này ở cả hai anh chị luôn là cái lần đổ vỡ đó đến thời điểm hiện tại là nó khoảng bao lâu? Để mình coi cái độ nguôi ngoai nó được lâu chưa á chị? Thảo thì đã chia tay 7 năm rồi. À 7 năm. Còn anh thì sao ạ? 10 năm rồi. Oh. 10 năm rồi. Nói đi cũng phải nói lại là nếu mà người cũ không đi sao người mới tới. Nhiều khi duyên mà, duyên phận mình đâu biết được đâu. Có khi là ngày hôm nay là người mới tới luôn nè. Là tới công chuyện luôn á. Tới công chuyện luôn. Nếu mà bữa nay người mới tới là tới công chuyện luôn á. Thì chỗ này là tới công người chuyện cũng phải là đi là thì người mới mới tới những, được chứ. Những cái công chuyện về Đà Nẵng luôn. Công chuyện về Đà Nẵng luôn, dạ đúng rồi. Theo Thảo thấy ảnh là một con người có khả năng hài hước, rất là hài á. Cho nên những lời ảnh nói ra đều rất là gây cho người khác một cái thiện cảm. Thảo ơi, Thảo ngồi nãy giờ khát nước cho Thảo. Ngồi nghe anh khát nước không? Kìa. Chị có khát nước không? Ý. Trời ơi. Mấy anh hỏi làm gì vậy? Người ta làm luôn nè, hỏi cái gì mà hỏi, giờ người ta thực hiện luôn nè. Ủa cái gì mình vậy ta? Ít có nói nhiều, chỉ nấu sữa gạo lứt. Mời Thảo uống cái đỡ khát nước ha. Trời ơi, tâm lý chưa? Sữa gạo lứt ha anh? Anh có bỏ cái thành phần khác trong này không? Có đấy. Trái tim anh. Trái tim anh. Đó, rồi em uống vô ngoài cái đỡ khác là em còn có đỡ được cái gì khác nữa không? Có, uống đi. Em đỡ anh không nổi đâu nha. Anh đỡ nổi, chuyện nhỏ. Vậy để đáp lại nhiệt tình của anh em xin phép nha. Cảm thấy sao ạ? Ôi ngon á mọi người. Đó, vô. Rồi nha. Dạ em cảm ơn anh. Một điểm cộng dành cho bạn. Ủa anh ơi, cho em hỏi mà uống xong á cái bình này á là tặng luôn hay là tặng luôn hả? Chứ. Tặng luôn hả? Dễ thương quá này. Ủa anh không cho phép em có cái cơ hội để mang lại trả lui cho anh hả? Đó. À, được. Một người nam mà
tỏ vẻ quan tâm tới một người nữ thì đó là điều đầu tiên để gây nên một cảm xúc cho nữ giới. À, rồi anh chào Thảo ha. Dạ chào thì, anh. Hồi nãy lúc đầu mà khi Thảo ra đó thì cách thi của Thảo chứ mà Thảo hát á thì anh chỉ nghĩ là Thảo là một người sống bề ngoài, ngoài thì không có nội tâm ở trong. Nhưng mà khi thấy mà Thảo xem clip mà nước mắt chảy á thì mới anh hình dung được Thảo là một người phụ nữ hiện đại. Tức là cái người làm nghệ thuật á thì đa số người ta sống bằng nội tâm. Thì anh cũng vậy thôi, anh chưa chắc từng theo đoàn cái lương mà anh hiểu được. Và tất cả những gì quá khứ thì mình để cho nó trôi vào quá khứ đi ha. Nhưng mà anh chỉ hỏi Thảo một câu là đối với hiện tại đó thì anh nghĩ là cuộc sống bây giờ ai cũng cần hai chữ hạnh phúc hết. Thì hạnh phúc đối với Thảo là Thảo cũng cần những gì? Hạnh phúc đối với Thảo bây giờ là cái điều mà Thảo đang đi tìm. Trong một ngôi nhà có vợ, có chồng, có con cái. Và hạnh phúc đối với Thảo nó là những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Không cần phải có cái gì to lớn lắm. Thảo chỉ cần là con của Thảo sẽ hòa thuận với người sau của Thảo. Và cái người sau đó ngoài yêu thương Thảo ra còn có thể chăm lo cho con Thảo nữa. Thật sự là tính anh hơi trầm nên thôi bây giờ anh không có cái gì nữa, nó vui để tặng em thôi. Anh hát câu đoạn vũ cổ đi ha. Dạ. Một câu vũ cổ. Một câu vũ cổ của soạn giả Diễn Châu. Em thì cứ hờ hững vô tư trong cái danh tư lòng ngày đêm vắng mắt. Trời hay quá. Càng muốn tháo ra dây tơ càng thêm chặt, em đã trôi với đời tôi vĩnh viễn trong trái tim mình. Trời ơi. Xin hãy trao nhau một chút ân tình để cho tôi không còn thấy chơi vơi lạc lòng như tiếng nhạc giữa đêm trường gọi bạn trong sương. Người hững hờ sao tôi vẫn nhớ vẫn thương, vẫn gõ cửa trái tim và khao khát đợi chờ em với tôi. Nào đâu cách xa vời vời mà tiếng gọi yêu thương không len nhẹ vào hồn. Trời ơi dễ thương quá anh ơi. Anh nói chuyện thì rất là nhỏ nhẹ từ tốn ha. Bất ngờ làm sao xuyến con tim của chị Thảo rồi. Hồi đó em thích coi cải lương nha. Nói chung là giờ đứng trước năm anh ở đây thì Thảo bị ngại, bị thẹn thùng, bị run, bị rối loạn nhịp tim. Anh Khanh lại là người để lại cho Thảo nhiều cái cảm xúc nhất trong những người chơi còn lại. Đối với nhân vật chính của chúng ta thì không biết là chị Thảo có muốn tương tác hay là muốn hỏi gì với nhân vật nào không ạ? Thôi để em hỏi người trước mặt em trước đi ha. Ví dụ như anh tiến tới với một người phụ nữ đã từng có gia đình và có hai con như em, thì anh sẽ dung hòa giữa gia đình bên anh và gia đình bên em như thế nào? Ví dụ như gia đình bên anh không chấp nhận một người con dâu có hai đứa con như em chẳng hạn. Theo như anh đã nói từ lúc đầu á, thì gia đình của anh á là cũng mẹ của anh, cũng giống như là em, cũng đã từng trải qua hôn nhân như vậy á. Thì anh nghĩ là mẹ anh cũng đã hiểu là em cũng giống mẹ anh, cũng đã có hoàn cảnh như vậy. Thì anh nghĩ là rất là thoải mái mà để cho hai tụi mình đến với nhau. Tất nhiên thì ở trong gia đình anh cũng nhìn mẹ anh rồi, thì anh nghĩ là anh có thể là dung hòa giữa cái hai gia đình rất là dễ dàng. Sau khi nghe anh trả lời câu hỏi đó của em thì em cảm thấy yên tâm một phần. Thảo là một cô gái đã rất là tâm lý. Tại vì cô gái ấy đã trải qua một chuyến đò rồi, thì cô ấy sẽ chín chắn và tìm hiểu cũng như là tâm lý nắm bắt được cái năm chàng trai sẽ tìm hiểu mình như thế nào. Cho nên cô ấy đặt những câu hỏi cho mình rất là dễ hiểu. Em đáp lại cái quà tặng của anh luôn nha, anh Nguyễn Yoga. Anh dạy yoga là đối tượng nữ rất nhiều đúng không? Đúng rồi. Thì theo anh thì cái cảm xúc mà anh dạy những người đó nó có khác so với cái chuyện mà anh tiếp xúc với lại người anh thương không? Nó khác hoàn toàn. Nó đi dạy thì nó ra đi dạy, chúng mình không có đỡ nó, cảm xúc nó lẫn lộn vô đó. Tại vì em chia sẻ luôn là em rất ghen đấy. Tại công việc nó công việc, còn chuyện chơi bạn bè bên ngoài thì nó là bên ngoài, nó không có liên quan với nhau. Em cảm ơn anh. Đang đi dạy mới tắt máy điện thoại hay tắt chuông. Đúng rồi, còn về nhà thì mới chuông. Và cũng đi chơi nhiều, chơi thể thao thôi. Hoặc là cuối tuần đi chơi thể thao sông nước. Anh chỉ đam mê thể thao thôi. Ví dụ một cái tình huống ha, anh Nguyễn đang rất là bận trong một cái ngày dạy lịch dày, có rất là nhiều các cô gái đăng ký tập
nhưng mà không có thời gian cầm điện thoại nhiều, giống anh nói là đi làm là không bao giờ. Đúng rồi, đang dạy thì không được cầm điện thoại. Ở nhà ví dụ mình suy nghĩ gì đó, mình đang ở nhà mình lo lắng, mình gọi điện thoại liên tục mà anh không nghe máy thì sao ta? Không nha, cái này nó cũng tùy trường hợp nha. Ví dụ như mình đã biết cái khung giờ dạy của anh rồi thì nó khác. Còn đây không có cái chuyện mà anh đi đâu đi em không biết gì hết. Tới lúc ai hỏi cái ủa sao mà nói là yêu nhau rồi vợ chồng này kia mà anh đi đâu làm gì em cũng biết rồi. Lỡ đặt trường hợp như gia đình anh hỏi về anh đi, em nói em không biết, thì lúc đó rất là khó để mà trả lời. Thì tốt nhất là anh đi đâu làm gì anh cứ nói cho em biết tiếng là chuyện nó dở mà đâu vậy đâu. Bây giờ em bị cái cảm giác là không tin tưởng đàn ông á, bị sợ yeah. Cái vấn đề mà Thảo chia tay chồng cũng là vì điều đó, cho nên trong đầu bây giờ nó cứ luôn dấy lên cái sự nghi ngờ. Và khi cái sự nghi ngờ nó không được sáng tỏ thì nó càng lúc nó sẽ càng nghi ngờ nhiều hơn, nó càng bấn loạn hơn, thì sẽ gây ra cho mình một cái sự hỗn độn trong cuộc sống. Ấn tượng về Thảo thì một cô gái rất là mạnh mẽ và tự lập. Tôi có niềm tin và quyết định tìm hiểu thêm bạn Thảo. Anh Huy, theo anh thì một người phụ nữ đã từng ly hôn và có hai đứa con như em thì có còn thanh xuân không? Nó do cảm nhận của từng người. Nếu mình đến với người ta một cách chân thành thì cái người cảm nhận lại sẽ nghĩ đó là còn thanh xuân. Còn nếu mình đến với người đó là không chân thành thì cái đó người ta sẽ nghĩ lại là không còn thanh xuân. Còn với anh thì nhìn em là anh thấy em vẫn còn thanh xuân, vẫn còn tươi trẻ. Vì cách nói chuyện của em ấy là rất thuyết phục được mọi người. Anh cũng là một người trong lĩnh vực kinh doanh, em cũng là người kinh doanh. Kinh doanh là phải am hiểu khách hàng, đó là điều rất quan trọng. Thế nên là theo anh ấy, thanh xuân là do mỗi người cảm nhận, chứ không thể nói là cô đấy còn thanh xuân là do vì đã đổ vỡ đâm ra không còn thanh xuân. Hay quá anh ơi. Em cảm ơn anh. Anh Huy nói chuyện thì cũng khơi gợi nên Thảo những cái suy nghĩ là mình có nên tiến tới với người này hay không. Anh muốn về Đà Nẵng với em hả anh Trương? Chốn không? Chốn đời rồi. Chốn không? Chốn không? Gì? Không mấy. Anh chốn rồi đó. Anh chốn rồi đó. Khoan, không? Anh Trương, mà mình đến đây mình hẹn hò chứ phải là mình đi chợ anh. Mình chốt đơn hơi nhanh. Chốt đơn. Chốt vé máy bay á. Thảo cao mấy? Em cao 1m68. Không vô sánh đôi thử coi. Chúng ta thử coi chỗ. Cũng được à. À, cũng được à. Phải chốt nha, chốt nha, ok. Chốt nha, chốt nhận. Đúng kiểu kinh doanh luôn, chốt đơn, chốt đơn. Thật sự á, người ta vẫn có một suy nghĩ là khi mà lập một gia đình mới, cái người sau á sẽ không lo được trọn vẹn cho con của người cũ. Nhưng cái điều đó không hề đúng nha. Tại vì cuộc sống này muôn màu muôn vẻ nha. Và con nít đáng được thương yêu. Thật sự như vậy. Cho dù con của ai, mình sẽ rất là thương yêu. Hứa. 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 Hứa cái này là trên sóng truyền hình luôn đó nha anh nha. Con nít á, nếu đã thiếu một người rồi thì nó đáng được hưởng cái phần còn lại đó. Tại vì con nít không hề có tội. Bởi vì người ta nói nếu cảm thấy không chăm sóc được cho cây thì ban đầu đừng cố tình gieo hạt. Thì nếu mà mình cảm thấy về lo cho được cho những đứa con của người sau được thì về. Nhưng mà đã quyết định về rồi thì làm sao cho coi được nha. Chứ lúc đó tôi vậy tôi hồi về dở quẻ là không được. Đó cũng là cái điều em trăn trở đó. Cuộc tình của mình nó đã đổ vỡ từ rất lâu rồi. Mà bữa nay mình gặp một người có cùng cảnh ngộ, tim mình có những cảm xúc rất là đặc biệt. Giờ Thảo hỏi người cuối nha. Anh nghĩ sao về Thảo? Anh thấy Thảo là một người phụ nữ hiện đại. Người phụ nữ hiện đại đó trong mắt anh á là phải có hai cái luôn. Vừa ở ngoài vừa ở trong. Ở trong là khía cạnh tình cảm. Thì anh nhìn trong ánh mắt của Thảo, nhưng mà cách mà Thảo nhìn hai đứa con á, với Thảo tâm sự gia đình á, thì anh hiểu là Thảo sống nội tâm. Nhưng mà cái bề ngoài, khi mà Thảo bước ra ngoài, cái ánh mắt, cái cách nhìn, cái cách thể hiện của mình để là khiến người khác phải gọi là có sự thu hút đó với người khác. Thì nếu mà làm kinh doanh thì Thảo sẽ thành công đó. Anh nghĩ là vậy. Sau này á, anh hy vọng là Thảo sẽ có một cái người nào đó đủ chững chạc, là một cái bờ vai vững chắc để mà Thảo có thể ngã vào. Tại cuộc sống bây giờ nó khó khăn nhiều cái quá. Khi mình tìm được cái hạnh phúc thật sự á, thì có thể giúp được mình vượt qua tất cả. Còn bây giờ thì các anh ơi, đến lúc chúng ta thể hiện tình cảm của mình bằng cái thao tác quen thuộc, đó chính là thao tác thả sóng cảm xúc, âm thanh ánh sáng vào vị trí. 3, 2, 1 xin mời. Rồi, cảm ơn. Chúc mừng chị Thảo lại
lại một lần nữa 5 trái tim dành cho chị trong vòng 2. Và bây giờ thì xin mời 5 khách mời và nữ chính của chúng ta sắp xếp lại vị trí trái tim và cảm xúc của mình lại một lần nữa. Và chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Chia sẻ cho mọi người được biết cái trò chơi ngày hôm nay đó là trò mảnh ghép ngọt ngào. Mảnh ghép ngọt ngào. Chúng ta sẽ có tất cả là 5 lượt chơi. Mỗi lượt chơi thì một anh sẽ kết hợp cùng với nữ chính của chúng ta. Đúng rồi. Để tạo thành một đội và mỗi đội sẽ có 1 phút 30 giây để hoàn thành xong cái tấm hình mà mình cần xếp cho nó chính xác. Xin mời nữ chính của chúng ta hãy chọn mặt gửi vàng. Hoặc là các anh ai mà kiểu muốn lên, ai muốn xung phong trước không ạ? Liền thì mình cứ chạy lên. Đó. Nói gì anh lộn mèo nữa, anh yoga là anh lên liền. Anh nhanh lắm mấy cái này vận động. Anh sẵn sàng với lượt chơi đầu tiên đúng không? 3 2 1 bắt đầu. Hai nhân vật người tuyết rất là dễ thương. Đây là chiến thuật là xếp trước ở dưới. Xếp nháp ở dưới trước. Rất là hay, rất là hay. Tại vì trong những cái miếng dán đó, dán lên rồi là không thở tháo ra được. Em nghĩ là chị nên phụ cho anh Nguyễn từng miếng trước đi anh chị. Đó. Một người mở keo. Vâng, lượt chơi đầu tiên của chúng ta. Chúng ta còn 10 giây thôi nè. Nhanh tay hơn nữa. Năm, bốn, ba, hai, một và hết giờ. Giờ anh chị ơi. Xin mời hai nhân vật ra giữa sân khấu nha. Vậy là anh chị cũng đã hoàn thành cũng gần xong là chúng ta còn 3 mảnh ghép nữa chưa được ghép hoàn chỉnh. Tôi thấy không có cảm xúc khi đứng gần Thảo. Cái lúc chơi trò chơi thì Thảo chỉ nghĩ là mình và ảnh phải hoàn thành cái trò chơi này thôi. Thì cái cảm xúc đó nó cũng không có được đong đầy lắm. Còn bây giờ thì em biết là một trong 4 người còn lại, ai muốn chơi với chị Thảo ta? Ai à? Ai xung phong tiếp theo ạ? Dạ, xin mời anh. Và ngay bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai, cặp đôi Khanh Thảo. Và ngay bây giờ xin mời cặp đôi của chúng ta sẵn sàng vào vị trí. 1 phút 30 giây xin được phép bắt đầu. Xin mời. Xin mời anh chị nhìn lên màn hình để mình coi hình gốc nha. Tốc độ nào? Rồi mình định hình trong đầu tờ nào là chiến thuật nè. Đó. Chiến thuật đúng rồi. Vậy là ở lượt 2 chị Thảo đã thay đổi chiến thuật dành cho anh Khanh. Cái tay hơi kỳ á. Cái đó anh bỏ xuống cái hình con nít á, anh bỏ xuống dưới. Đó, lần này là bắt đầu là chiến thuật dữ dằn rồi. Chiến thuật quá dữ dằn. Bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn rồi. Rồi, tiếp tục. Trời ơi, tướng anh lạ lướt kìa, thấy cưng. Một bên anh ơi, anh ơi. Trời, bên đây nè. Bên trái, bên tay trái của anh đó. Đó, đúng rồi, bên tay phải của anh chứ lộn. Hay quá. Hay quá, anh ơi, tiếp tục nào. Không, bên cạnh anh ơi, anh ơi, anh ơi. Đó, đúng rồi, đi lên nữa, đi lên nữa. Đó, 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 đúng rồi. Đúng rồi, đây. Hay quá. Ở dưới chân còn một mảnh rồi, rớt rồi nha. Mảnh rơi dưới đất rồi. Không, bên kia, bên tay phải của anh đó, cái miếng dài bên tay phải á. Cái miếng dài bên tay phải. Ba, hai, một, vừa kịp. Như chúng ta đã thấy, ở lượt đấu thứ hai này, chị Thảo đã có một chiến thuật rất là hay. Hấp dẫn hơn. Hấp dẫn hơn. Khúc cuối lộn ngược lên phụ luôn. Cảm xúc của mình thì cảm thấy nó có một cái sự gần gũi mà có một xíu tình cảm trong đó. Thì cảm xúc đối với Thảo là lúc này là nó dâng trào hơn. Thảo lại thấy rất hòa hợp với ảnh và Thảo có cảm giác đối với ảnh. Anh nào, ba anh giữa, nhắm mắt chỉ đại nha. Ok. Yeah. Người thứ hai. Chưa chỉ. Người thứ ba. Chỉ rồi. Tới chưa. Tới rồi. Tới chưa. Xin mời. Cặp đôi Minh và Thảo. 1 phút 30 giây dành cho hai người. Bắt đầu. Rất từ tốn. Cái này trước. Dễ thương quá, gia đình dễ thương quá. Về tình cảm gia đình, rất đáng yêu. Rất nhanh. Cố lên anh mình, cố lên chị Thảo. Chết rồi, keo, kéo, tháo, mạnh keo ra. Đúng rồi. Anh xuống lấy tiếp đi, Trời ơi, anh mang lên hết luôn hả? Ôi. Sáo xào lên.
tấm hình khá nghiêng. Và rồi, xong, rồi, xong chưa hết thời gian, mời trong hết đây. Vậy là sự kết hợp lần này quá ăn ý đúng không anh Minh ha? Ủa xong rồi mà ta What? Ê, vụ gì? Keo nó dính. Keo dính. À, keo cái giấy cái nó dính hả? Dính mà dính dày ha, kỳ ha. Keo. Kiểu mà dính cái tay dính luôn, nhìn là dính hết rồi anh, hết keo rồi. Anh vâng ạ, xin được cảm ơn cái sự lợi dụng băng keo của anh ạ. À. Cái cách mà anh thể hiện qua những cái biểu cảm của cầm tay đó, nó làm thảo giấy lên một cái sự rung động nhẹ. Thì hai bên đều có cái sự mà tương tác tốt với nhau và hiểu ý nhau, thì mình thấy là mình và Thảo rất là phù hợp để tìm hiểu nhau. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ còn hai người nữa thôi. Em chào anh. Rồi bây giờ thì 1 phút 30 giây xin dành cho anh Huy và chị Thảo, xin được phép bắt đầu. Hãy quan sát. Wow. Ôi cái hình khó vậy. Này, bên này. Sơm hà, rơm rã liền. Hay lắm. Những ngôi sao đầu tiên. Ở dưới luôn anh. Hay lắm. Không, khoan, làm ở dưới trước. Ở dưới trước đi anh cứ làm theo lời với Thảo đi. Anh, coi. Đó, không ở bên, ở phía bên trái của anh á. Đúng rồi. Đúng không ạ? À? Đúng rồi. Đây. Come on. Nhanh nè. Thời gian. Không, anh ơi, bị sai rồi. Anh phải chừa cái khoảng cách cho nó vô cái lỗ của nó kìa. Còn người đàn ông nữa anh. Không phải. Sai. Không, này. À đây. Đâu rồi? Vâng, đây, bắt đầu rối rồi. Cái hình. cái này nó hơi khó. Chỉnh. 5 4 3. Xong rồi anh, xong rồi. 2 1. Mừng quá. Hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng. Thảo hơi bị chu toàn. Như thứ hai là hơi bị kiểu như là áp đặt người khác quá. Mà mình sống từ trước giờ đấy, không thích có một sự áp đặt nào có bất kỳ một ai nào trong cuộc sống của mình. Được chơi trò chơi cùng với anh Huy khá là vui. Có thể là tấm lòng Thảo nó cởi mở hơn một chút. Và ngay bây giờ xin được cảm ơn anh Huy. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi cuối cùng. Xin mời anh Trương. Anh Trương. Một phút 30 giây xin được phép bắt đầu vô luôn, chơi luôn. Đúng rồi, anh ơi mình chơi luôn, anh bớt quẩy lại. Khoan, lẹ lẹ xíu. Đúng rồi, vô luôn. Khoan, em gỡ keo cái đã, cái gì cũng phải lột từ từ. Quan sát đi anh. Anh vô giữa. Anh để cao lên, anh phải lên cao, anh lên cao. Anh nhìn hình đi, anh nhìn không, hình anh đi. Anh lên cao á, anh lên cao chút. Anh lên cao vậy nè, để chút mình anh phải lên cao. Anh gỡ đi, anh lột tay nó đi, em dán cho anh gỡ. Anh tốc đi anh, tăng tốc. Anh ơi, anh lột kéo chưa? Nè. Anh lột kéo chưa? Đừng chơi vui ta. Nè. Từ từ. Nhịp độ lên. Đóng lên luôn đi, làm cho dễ. Không làm gì làm anh. Bứng bàn rồi. Thôi, đem mình đóng luôn để mình lên đây mình làm cho dễ. Cái gì mà một nùi vậy? Vậy? Anh đẩy đây nè. Em dán đi. Gặp mày rối à. Rồi giờ dán đại đây nè, rồi em dán đi. Anh làm một nùi vậy cái em đâu thấy được cái gì. Bây giờ mình dán đại đây xong mình ráp lại. 5 4 từ 3 2 từ 1 dính hết anh ơi, dính hết. Hết giờ rồi. Không có thua thắng gì chưa. Bây giờ anh làm lớn chuyện rồi đó. Tới công chuyện rồi anh làm. Anh tới công chuyện, anh qua đây đi. Anh qua đây đi, cô giáo em xử anh qua đi. Em nói rồi, để em gỡ anh dán rồi không là em dán anh gỡ. Anh mặn một nùi lên cái nó rối beng luôn. Anh nói hận quá. Dạ, nói hận lắm luôn á. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã có một cái lượt chơi khá là thú vị và giải trí. Cảm ơn anh Trương rất là nhiều. Trong khi mình chơi trò chơi tương tác với Thảo, mình không hiểu sao mà tim mình đập rất là nhanh, rất là rộn ràng, mình cảm thấy rất là vui. Anh Trương đem lại cho Thảo một cái mảng cảm xúc rất là mình có thể mở lòng mình vui vẻ cùng với ảnh để tham gia một cái trò chơi. Qua trò chơi này thì em cũng có vài cảm nhận về các anh. Không cho cảm nhận luôn. Cái này em sẽ để dành ở phần sau. Bây giờ là mình thôi cất chị vô hộp liền. Em sẽ cất chị vô trong phòng kính. Chị tạm biệt mà năm anh đi một tí. Mình gặp mình nói chuyện tiếp. Vậy em xin phép tạm mà lánh mặt chút nha. Mình giữ cảm xúc này. Tí mình sẽ tâm sự với anh sao. Và bây giờ thì xin mời Thanh Thảo bước vào căn phòng bí mật ạ.
bạn đang quay lại với chương trình Tần số tình yêu. Và bây giờ thì cô gái của chúng ta đã đi vào một căn phòng bí mật rồi, nhưng các anh à, cô ấy vẫn luôn luôn theo dõi và lắng nghe các anh ở ngoài này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ còn một cơ hội cuối cùng trong ngày hôm nay để mà chúng ta đến với phần thả sóng cảm xúc. 3, 2, 1, xin mời. Nhiều người thả sóng cảm xúc cho chị Thảo trong vòng cuối này rồi ha. Hiện tại chị Thảo đang có mặt trong căn phòng bí mật của chúng tôi. Alo chị Thảo ơi. Chị nghe rõ không ạ? À, có. Chị ơi, bây giờ mình có hồi hộp không ạ? Có chứ. Chị nghĩ là trong vòng 3 này thì tối thiểu là bao nhiêu người sẽ thả tim cho chị? Không biết nữa, không đoán được luôn á. Chị ơi, điện thoại chị đâu rồi? Có cầm sẵn trên tay chưa? Thảo đang chờ đợi cuộc gọi. Rồi, vậy bây giờ thì chị hãy chờ đợi coi là có bao nhiêu cuộc gọi dành cho mình nha. Còn bây giờ xin mời những ai mà thả sóng đủ 3 lần mình cầm điện thoại trên tay giùm em nha. Xin mời cuộc gọi đầu tiên. Dạ alo. Anh Tâm Minh là Thảo ơi. Dạ em chào anh. Từ ngày anh gặp em, tim anh vui trở lại. Chính em là vì sao làm dở tan băng giá u ám trong tim anh. Và kể từ hôm nay, tương lai và mãi mãi, ngôi sao em tỏa sáng. Anh nguyện nhủ với lòng, nắm chặt cả bầu trời, giữ cả biển gợn sóng, ôm lấy cả rừng cây. Anh với một quyết tâm, một trái tim trong sáng, giữ ngôi sao và em. Thôi mới đó mà anh làm được bài thơ này cho em luôn hả? Anh không biết nói gì, tại anh nói chuyện nó cũng hơi dở. Nên thể hiện bài thơ, thể hiện tấm lòng mà chân thành của cái chàng ế như anh. Dạ em cảm ơn anh. Có gì chút nữa em sẽ nói cho anh biết cái cảm nghĩ của em như thế nào nha. Rồi, cảm ơn em yêu nha. Mua. Trời ơi, chưa nhớ mà em yêu rồi. Và đó chính là tình cảm của vị khách mời đầu tiên. Vậy thì cuộc gọi thứ hai sẽ là ai nào? Dạ alo Thảo nghe. À, anh Tuấn Khanh là Thảo ơi. Nghe. Anh có biết nói gì thì em có một câu này mà anh thích từ hồi nhỏ tới lớn nhận tặng em ha. Trong cuộc sống này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô biên. Chúng ta làm cách nào nuôi sống được tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc được thân phận? Thì anh nghĩ thì tất cả những cái mọi biến cố hay là một cái gì quá khứ mình đã qua, thì anh hy vọng một ngày mai nó sẽ đến với em với một cái hạnh phúc sáng hơn. Cái điều mà em mong muốn, có một cái mái ấm, có một bờ vai vững chắc thì em đừng tự do đó và có thể lo được cho hạnh phúc của em, lo được cho hai đứa con của em. Thì anh cũng là người sống vì nội tâm mà, cha anh cũng mất mà, rồi xong bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Nên anh cũng hy vọng là có thể tìm được một người mà mẹ có thể chọn làm dâu. Dạ em cảm ơn anh. Chút nữa em sẽ nói cho anh biết cái quyết định của em nha. Rồi em cảm ơn em ha. Dạ. Không biết còn ai muốn gọi không ta? Không biết còn ai muốn gọi không ta? Dạ em nghe. Em chốt nha. Để hả? Thử chốt nha, để tranh thủ gì thăm con nữa, suy nghĩ gì nữa. Vậy nha, vậy nha, ok. Chốt nha, đừng suy nghĩ nó mệt quá. Dạ rồi, em cho anh cái cảm nhận của em sau nha. Rồi ok, ra anh em nói. Còn bây giờ là phút giây mọi người đang chờ đợi nhất. Và ngay bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cho nhân vật chính của chúng ta quay trở lại sân khấu. Đó chính là chị Thanh Thảo, xin mời. Không biết là nãy giờ ngồi trong đó thì cảm giác của chị Thảo như thế nào ạ? Trong một cái không gian chỉ có một mình á, thì Thảo thấy nó bị hồi hộp nha. Không biết ở ngoài này ai sẽ là người gọi cho mình, người ta sẽ nói với mình những cái gì, cảm nhận của người ta về mình như thế nào. Và trong đầu Thảo cũng có xuất hiện nhiều thứ để Thảo có thể nói lại cái cảm nhận của mình với người đó. Mà bây giờ sẽ là lúc mà chị Thảo sẽ có cơ hội để bày tỏ tất cả những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm của mình. Và em cũng xin nhắc lại là trong 5 người sẽ có một người tới đây vì tiền thưởng đó nha. Cho nên là chị cũng phải tỉnh táo hơn trong vấn đề lựa chọn một nửa của mình còn lại. Và bây giờ sẽ là cuộc gọi hồi đáp của chị Thảo để chúng ta biết được rằng cuộc gọi này sẽ gọi đến nhân vật nào. Phương Trinh với lại Quốc Bảo xin được nhường sân khấu lại cho chị ạ. Thank you.
Thảo xin lỗi vì đã không chọn được ai hết. Tại vì như Thảo nói lúc đầu là Thảo đã trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cảm giác của Thảo là không tự tin lắm để có thể đón nhận thêm một người khác nữa nếu như mình chưa tìm hiểu người đó thật kỹ. Nãy giờ trong suốt chương trình thì Thảo có nhiều cái cảm xúc lắm, nhưng đó chỉ là cảm xúc của một người bạn, có thể là mình chơi cùng với nhau trong một cái game, hoặc là mình có những cái chia sẻ về cuộc sống, nhưng đó chỉ là cái cảm xúc của tình bạn thôi. Nói ra điều đó không phải là Thảo có ý chê bai hay là không muốn ghép đôi với năm bạn, nhưng mà thật lòng Thảo muốn chúng ta chỉ là bạn, để trong cái thời gian mình làm bạn bè, mình sẽ có thêm nhiều thời gian để mình chia sẻ hơn, để mình biết về nhau nhiều hơn. Chứ Thảo không có muốn là mình đưa ra một cái quyết định vội vàng quá, bởi vì thật sự tới giờ cảm xúc trong Thảo nó vẫn chưa có đông đầy để gọi là yêu thương một người được. Em xin được cảm ơn chị Thảo và những chia sẻ vừa rồi. Thảo với lại em thì cảm thấy là rất là trân trọng chị. Tại vì ở chị có một cái nguồn năng lượng á, khi mà người khác tiếp xúc á, cảm thấy chị rất là dễ mến. Và cái nụ cười chị rất là tươi luôn nữa. Mà chị, em cảm thấy em quan sát chị á, chị dễ cảm xúc với những cái chuyện nhỏ nhỏ. Rất là nhạy cảm. Em cảm thấy rất là quý chị. Em xin được chúc cho chị trong thời gian sắp tới sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Cái điều mà khó khăn nhất đó chính là yêu một người đã tổn thương. Và chắc chắn là bên trong tâm lý của họ sẽ có rất là nhiều rào cản. Và họ sẽ có những cái dằn xé nội tâm riêng của mình nữa. Trinh nghĩ là ở tuổi này rồi thì cái mối quan hệ nó sẽ cần có nhiều thời gian hơn để có thể hiểu đối phương hơn. Nên các anh đừng có ngại nha. Về cứ lì cho em nếu mà thích chị Thảo. Thảo ơi, hôm nay ăn gì vậy em? Thảo ơi, em đang đau dạ, anh ship này qua cho em nè. Đó, chẳng hạn vậy cũng đó. Là cái để mà mình lấy tình cảm. Đúng, nhưng mà ngày hôm nay tôi vẫn đang rất là thắc mắc. Ở trong năm chàng trai này, chúng ta vẫn nhớ là vẫn có một chàng trai đến đây không phải để chinh phục trái tim của Thanh Thảo. Đúng rồi. Mục đích của anh là đến đây lấy tiền thưởng. Đúng rồi. Và tôi đang rất là thắc mắc, không biết là nhân vật nào ngồi trên năm chiếc ghế này sẽ là nhân vật X mà chúng ta đang tìm kiếm đây. Chị Thảo đoán thử có ai? Chắc là thôi nha, chứ không phải chắc chắn nha. Ok. Thảo đoán là anh Tâm Minh này nè. Em sai rồi. Em sai rồi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh vì đã nghĩ anh như vậy. Thôi tụi em bó tay à, xin mời anh tự xuất hiện. Và ngay bây giờ, nhân vật X sẽ xuất hiện trong vòng 3, 2, 1, xin mời. Trời ơi. Ghê thiệt chứ. Em không nghĩ là anh luôn á. Xin mời anh chia sẻ chút xíu về cái nhiệm vụ ngày hôm nay của mình. Thật sự nãy giờ tham gia từ đầu đến cuối á, thì vòng đầu tiên là anh đã muốn đổi ý rồi. Nhìn nó Thảo nó có một cái nét gì đó mà anh cảm thấy nó gần gũi, nó gắn bó lắm. Trong cái chiều sâu của Thảo nó có. Nếu mà anh nghĩ là anh với em mà kết hợp á, thì nó sẽ có một cái sự hiểu về nội tâm á. Tất cả những gì anh nói với em đều là nói thật. Bỏ giải thưởng luôn anh, nếu mà chị Thảo chọn. Anh nói thật sự là mình sẽ bỏ giải thưởng. Em tin cái lời anh nói từ đầu á, anh đến đây khi mà anh chia sẻ và anh lắng nghe những chia sẻ của chị á, rất anh cảm xúc thành. Thật, anh chân thành thật. Và có lẽ là người đàn ông của chúng ta đã đổi ý. Một lần nữa cảm ơn anh Khanh cũng như là bốn anh còn lại ngày hôm nay đến đây và tương tác cùng với nhân vật nữ chính của chúng tôi. Và chúc cho mọi người sẽ luôn luôn có sức khỏe và tìm được hạnh phúc của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái kết không hẳn là một cái kết quá toàn vẹn, nhưng đó là một cái kết mở kết mở. Chưa biết được rằng sau ngày hôm nay họ bước ra khỏi cái trường quay này thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi chương trình Tần Số Tình Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn nhân vật nữ chính của chúng ta với câu chuyện thật của mình và rất nhiều cảm xúc được đưa ra. Và xin được cảm ơn sự tương tác, sự ân tình đến từ tất cả là năm chàng trai của chúng ta. Những ai đang tìm kiếm tình yêu, những ai còn đang cô đơn thì hãy đăng ký ngay với Tần Số Tình Yêu để có thể có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều người và biết đâu sẽ tìm được một nửa còn lại của mình. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nha. Đó chính là vào lúc 21:35 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Truyền thông Bì. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chăng lên đỉnh núi chăng tà, anh là chữ lớp, em là chữ du. Dăm ba cây kẹo múc thì có nhầm nhò gì?
hãy về bên anh đi, em cảm thấy hạnh phúc. Nếu như mà em chọn anh á, thì anh có mất mặt với bạn của anh là em có một thân hình mẩm mỉm như vậy không? Má anh có muốn làm xui với má em không?